Còn Duy kia đội trùm mặt lưới 2 mét. Chú Bằng đứng chú Bằng đứng 3 mét vuông trên lưới. Này. Bành gô luôn nha. Mình Duy đội quá hay à. Sang cầu tre Quỳnh Thoại. Quá hay. Điểm số là 5 đều. Điểm cho Bằng là 6-5. Cũng phải 1m45 nha. Bánh vào nha. 6 đều. Có ai ai chấm chế sao được. Nè. Quá hay. Chú Bằng quýnh là cái cây của bên Hoàng Duy là bò nha. Sang cầu tre Quỳnh Thoại. Sang bên kia đợi chỉ có là 2 mét trước thôi nha. 2 mét trước mà nguyên sang 9 mét theo trước ngang. Ở bên chú Bằng thì chỉ là 2 mét mấy vuông một góc trên lưới. Đó, ngay chú Bằng đứng là cái liên đó. Đó. Cái liên đó, cái liên ngay âm hộ đen đứng nha. 2 mét mấy trên lưới thôi. Một góc nhỏ. Còn Duy đội quá hay à. Điểm 7 đều nha. Bằng quýnh quá chuẩn vô đó. Điểm số 8-7. Quá hay. Số 19. Bành ngoài. Điểm số 0-1. Rồi vô. Làm cá kèo qua ba áo đi, ta đi.
không có lưới quần chị ăn nha, quá đẳng cấp rồi.